Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 161. Có một công đoạn mà Pháp Sư Đế Nhàn là một vị cũng nổi bật trong Phật giáo Trung Hoa, cũng là những bậc mà thông tông thông giáo, quý vị. Khi Ngài sắp sửa giảng sanh, Ngài nói lại lời kệ 4 câu gọn đây để nhắc nhở người đời sau niệm Phật. Bài kệ của Ngài viết là: ta nhờ niệm Phật, tịnh độ hiện tiền, chân thật thọ dụng, chúng gắn tinh chiên. 4 câu. Ngài nói xong 4 câu này bắt đầu là Ngài giảng sanh luôn. Chỉ 4 câu rồi thôi là để mãi cho người đời sau nghe cái là phát tâm niệm Phật học theo. Ngài nói rằng là ta nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền. Tu học thì Ngài tu nhiều phương pháp, thông tông thông giáo, nhưng Ngài nói rằng là ta nhờ niệm Phật, có nghĩa là những phương pháp khác Ngài không đạt được cái vả vị giải thoát. Mà cỡ các Ngài mà vốn nổi, và các Ngài nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền, chân thật thọ dụng, tại vì cuối cuộc đời là được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, gọi là chân thật thọ dụng. Thí dụ bây giờ mình tu một cái pháp nào đó đi, mình xây chùa cao Phật lớn rồi, mình có danh tiếng, có tiền bạc đầy đủ, phải không? Cái này không phải là chân thật thọ dụng. Mà cái chân thật thọ dụng là chúng ta được giải thoát một đời này mới là chân thật thọ dụng. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni á, chỉ điểm của chúng ta là thờ mật pháp niệm Phật thành thục. Pháp Sư Đến nhà Ngài nói rằng là Ngài được chân thật thọ dụng, khuyên đại chúng cố gắng tinh tấn, tinh chuyên. Nên ngày nào chúng ta cũng bổ túc cái tín nguyện niệm Phật. Mới học tập đây mà giờ cũng lần 161 tập nữa. Kiên nhẫn, cứ là ngày nào cũng học tập. Cứ ngày qua ngày lây quay cái chúng ta cũng được 300 tập. Nếu như cả đời mình mà học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, rồi buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc, cứ là bổ túc cái tín nguyện để niệm Phật tới cùng, những đoạn văn của chư tổ sư, những bậc cao tăng đại đức dạy về niệm Phật là chúng ta đều nêu lên để gầy dựng tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Đây là bài kệ mà Ngài trước khi giảng sanh, Ngài đọc xong rồi chào đại chúng, Ngài giảng sanh. Đây gọi là di ngôn để lại vậy.
Giống như ngài đại sư Liên Trì mà ngài sắp sửa giảng sanh mà đệ tử nói thầy, trước khi giảng sanh có để lại là di chúc gì cho chúng con để mà học theo? Ngài nói rằng để lại bốn chữ thôi, đó là chân thành niệm Phật, cố gắng mà niệm Phật sẽ được thành tựu. Vậy thì bây giờ chúng ta gầy dựng những điểm này là chỗ nào? Tín nguyện niệm Phật. Nhớ nha, gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì chúng ta không có bỏ cái môn tịnh độ. Tất cả những người niệm Phật mà bỏ tịnh độ là do không gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Những đức có những huynh đệ kìa, những đức biết siêng năng tu vô cùng, đi vào trong chùa là muốn tu thôi, không làm gì hết chứ. Siêng năng tu nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, siêng năng tu vô cùng, vậy mà tu sau này cũng khỏi tịnh độ, nghỉ tu. Nên tới đời của chúng ta, chúng ta cô động lại để gầy dựng ngay câu Phật hiệu này luôn. Rõ ràng dưới căn tính mình bây giờ mà nghe nhiều văn tự chúng ta không lãnh ngộ được quý vị. Bây giờ cô động ngay cái chỗ là niệm Phật được lợi ích rõ ràng xác thực, gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu này để niệm đi, thì cái chỗ lợi ích này cực kỳ lớn. Cứ gầy dựng ngay chỗ bổn nguyện niệm Phật. Chính những đức tu của môn tịnh độ mười mấy năm nay chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm. Hồi đó mới vô ngôi chùa cũng niệm Phật, người thầy giảng pháp hừng hực cái tâm khuyên niệm Phật, mình vô mình bị ảnh hưởng luôn và cứ niệm câu Phật hiệu. Thời gian mà thấm thoát qua đi, bây giờ được 13 năm niệm Phật. Có khi ngồi mà suy nghĩ nữa rằng mình cũng không ngờ mình đi tu mà chỉ có một câu Phật hiệu này mà bây giờ mình làm được một số việc trong ngôi Tam Bảo. Có khi mình cũng không ngờ quý vị. Nên càng ngồi ngẫm nghĩ thì mới thấy có Phật hiệu thì thù thắng quá. Nên ngày nào cũng siêng năng bổ túc ngay cái chỗ niệm Phật này hết. Dù ai nghe ta có nói rằng ủa thầy này sao không có nói tới nó lui cái chỗ cứ niệm Phật đi, ông nói hoài ta, mình nghe viết thấy cũng nhàm. Những đức nói tùy duyên, riêng bản thân những đức cứ gầy dựng như vậy hoài, nói về chỗ lợi ích niệm Phật này nói hoài. Nếu như thật sự người nào muốn đời này giảng sanh, cứ chân thật nghe đi, ngày nào cũng nghe như vậy đi, rồi quý vị sẽ được bổ túc hoài cái chuyện niệm Phật, không bỏ cuộc. Có rất là nhiều người tu tịnh độ bỏ cuộc quý vị à. Nên chúng ta phải cần dùng cái cách học tập này. Cái cách học tập này từ xưa tới giờ ít có ai mà dùng cái cách học tập này lắm. Những đức tin chắc rằng trong thời mạt pháp dùng cái cách học tập này, chúng ta tu tịnh độ sẽ không bỏ cuộc. Ở gia đình hàng Phật tử có thờ Phật trong nhà, sáng tối dụng công tu hai thờ, mỗi ngày nghe chia sẻ Phật pháp hai thờ, rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật, tất cả công việc quý vị làm không bị trở ngại gì hết. Sáng thức dậy mà tu một thờ, con người nó phấn chấn, nó tỉnh táo. Tối mình tu một thờ rồi mình ngủ ngon vô cùng. Cả ngày đó làm việc gì thì cứ niệm Phật, rồi nghe pháp để động viên tinh thần mình tu tịnh độ tới cùng luôn. Cô động ngay câu Phật hiệu, đầu óc khỏi phải phân tán gì chứ. Mỗi lần nghe ông thầy này là ông nói rất đơn giản là cứ niệm Phật đi, niệm Phật lợi ích vô cùng chân thật. Pháp sư đến nhà sắp sửa giảng sanh nè, chân thật thọ dụng. Ngài nói niệm Phật được chân thật thọ dụng
Người gặp được tịnh độ chân thật niệm Phật thì chân thật được thọ dụng trong cái đời này luôn. Và khi cuối cuộc đời chúng ta được giảng sanh nên gọi là chân thật thọ dụng. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi đó mà cuộc đời những đức sống an vui tự tại. Tất cả đại chúng trong chùa mình an vui tự tại. Tất cả hàng Phật tử nương vào ngay câu Phật hiệu này thôi mà lìa khổ được vui. Bao nhiêu người nói rằng Phật pháp cứu cuộc đời của họ. Vậy thì mình cô động mình tán thán ngay bổ nguyện Di Đà, mình cứ chân thật tán thán ngay bổ nguyện Di Đà đi quý vị. Chỗ lợi ích này lớn mà. Nó những đức gặp bao nhiêu người khắp nơi, người ta đi đến đây người ta nói nhờ chỉ có niệm Phật thôi mà giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời họ. Đúng rõ ràng ăn tổ người nói nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Cứ nhớ ai với Đà Phật đi, nghiệp gì cũng chuyển. Ngày xưa mình không biết tu, mình cứ nhớ cái chuyện mà đã qua, cái chuyện mà sắp đến, rồi cái chuyện mà vừa xảy ra, cứ nhớ hoài cái nặng nề trong tâm. Có khi cái gì mà vui rồi nó cả đêm nó cứ lăn ngủ không được. Mà cái gì mà buồn rồi cũng cứ nhớ hoài, còn đêm nó ngủ không được luôn. Nên bây giờ tổ sư khuyên mình nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Chỉ cần nhớ ai với Đà Phật thôi sanh pháp vị liền. Có cái ông đó ông vô trong chùa mình, ông nghe niệm Phật lớn tiếng, nghe chưa quen ngủ không được. Vậy mà ông thức cả đêm ông nghe có Phật hiệu. Sáng mai xuống gặp Như Đức nói rằng lạ thầy, con ở nhà con mà một đêm con ngủ không được là sáng mai con mệt dữ lắm luôn. Vậy mà con đi đến chùa thầy nguyên một đêm con ngủ không được mà lạ thầy sáng con khỏe bình thường à. Như Đức nói anh biết vì sao mà vô chùa này mà một đêm anh ngủ không được mà sáng anh vẫn khỏe không? Ông hỏi vì sao thầy? Tại vì anh nghe câu Phật hiệu phải không? Ông nói dạ đúng rồi thầy, ngủ không được cái lo thầy bắt lớn quá, cứ nghe suốt luôn, nghe câu Phật hiệu suốt luôn cả đêm. Mà từ xưa giờ mới là đầu tiên mà con thức cả đêm rồi xong con nghe câu Phật hiệu được gì. Một đêm vậy con nghe câu Phật hiệu biết bao nhiêu câu Phật hiệu mà nói. Ngộ thay sáng mai con rất là khỏe. Nó quý vị nghe rõ ràng. Vậy thì tất cả những người mà ngủ không được cứ niệm Phật đi. Dù quý vị ngủ không được nhưng mà quý vị niệm Phật sáng quý vị vẫn khỏe. Người ăn không được cũng chân thật niệm Phật đi. Trong chùa mình những đức lo cho tất cả các cụ già kìa. Các cụ ăn được ngủ được vui vẻ do niệm Phật mà ra. Nên những đức nói rằng là cái nơi ở của mình lúc nào cũng để máy niệm Phật cả ngày lẫn đêm. Cứ để máy niệm Phật xuyên suốt, nghe viết đi thành quen. Một câu Phật hiệu này lợi ích lắm quý vị à. Lợi ích xác thực luôn. Pháp sư Đế Nhàn thì nói rằng là ta nhờ niệm Phật mà tịnh độ hiện tiền mà. Nên cuối cuộc đời của ngài á, ngài nói rằng Phật ấy đã đến trước rồi, ngài chào đại chúng ngài ra đi. Những bậc vô cùng phi phàm để là những tấm gương giảng sanh cho chúng ta là gây dựng tín nguyện. Mình cứ gầy dựng ngay câu Phật hiệu này mà niệm đi. Chắc chắn rằng nếu người nào mà gặp tịnh độ mà gầy dựng tín nguyện mà niệm câu Phật hiệu này mà quyết chí đời này giảng sanh là chúng ta cứ yên tâm lo niệm Phật đi, chắc chắn Phật đến trước. Đúng vào bổn nguyện rồi. Cứ đi đứng nằm ngồi cứ A-di-đà-Phật, 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 A-di-đà-Phật. Cứ tập thành thói quen niệm Phật đi quý vị. Tập thành thói quen niệm Phật thì lợi ích cực kỳ lớn. Những đức thấy rằng là những đức càng niệm Phật thì hình như là cảnh duyên nó không có làm những đức nặng nề gì hết quý vị. Bởi vì những đức càng niệm Phật thì càng lại thích niệm Phật là vì sao? Vì thấy rõ ràng rằng là bao nhiêu việc mình phải lo sắp xếp giải quyết. Vậy mà những đức rất là nhẹ nhàng trong tâm, không có bị vướng bận trong tâm nặng nề gì chứ. Là nhờ cái gì? Những đức chuyên tâm niệm Phật, gầy dựng tín nguyện niệm Phật mỗi ngày. Dù ai có nói gì đi chăng nữa những đức vẫn niệm Phật à. Một số huynh đệ những đức ông tu tịnh độ ông bỏ cuộc, ông cứ lo chú tâm cái chuyện là luyện công phu làm sao được đắc lực, niệm Phật làm sao để vọng tưởng hết đi. Vậy mà cuối cùng bỏ tịnh độ đó quý vị, bỏ tịnh độ đó.
Còn những đức nghe lời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng hoặc chư tổ sư dạy, có những câu mình thấy mình rất phù hợp, nên những đức thường nói cái câu là đọc sách người xưa xem căn tính mình, nghe pháp cao tăng xem căn tính mình. Những câu nào mình thấy mình phù hợp để áp dụng thì áp dụng đi, lợi ích rất là lớn. Những đức thấy rằng với căn tính của mình câu này vô cùng là phù hợp. Tại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng, mà đọc sách chư tổ cũng đã từng đọc qua, có một câu: chúng ta niệm Phật cứ lo niệm Phật, bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu hình ảnh quấy rầy mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật thôi. Như Đức nghe đến câu này cái như Đức nói: ô, vậy là tôi có phạm. Vì lúc mình niệm Phật vọng tưởng rất là nhiều, mình cứ mặc kệ, mình cứ mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật thôi. Càng niệm Phật thì mới càng ngẫm nghĩ cái câu này, mới nói: ô hay, đúng rồi. Thí dụ như giờ mình cấy lúa thì mình lo cấy lúa đi. Người bên đường người ta đi dòng do tam quắc, người ta mằng cỏ việc chuyện của người ta, còn chuyện của mình là chuyện cấy lúa. Giống như cái câu đó, mình cứ quét nhà mình cho sạch đi thì mình sẽ tự chỉ người ta quét nhà ta được liền. Còn nhà mình quét chưa sạch mà mình chạy đi muốn quét nhà người ta là làm chuyện bao đồng, đúng không? Đúng, rõ ràng với căn tính của mình. Khi niệm Phật chỉ cần gây dựng ngay chỗ niệm Phật, còn vọng tưởng có bao nhiêu mặc kệ. Và khi niệm Phật không bao giờ đặt vấn đề công phu, chỉ cần niệm Phật gây dựng tính nguyện niệm Phật được rồi, chỉ cần vậy là được. Nhưng Đức nghe câu này cái tự nhiên mình thấy ú, mình tu có phần. Vậy đó mà mười mấy năm nay những đức cứ gầy dựng ngay chỗ, những đức cứ niệm Phật, lên chánh điện tu rất là thoải mái nhẹ nhàng luôn. Một thời những đức lên tu một thời rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn, chưa bao giờ suy nghĩ rằng cái chuyện ồ mình tu mười mấy năm nay mà sao mình thấy mình không có đạt được cái công phu gì. Quý vị cũng không biết công phu là công phu gì luôn nữa. Có những người nói rằng là cứ niệm Phật bình thường vậy không thấy tiến bộ, không thấy tăng công phu. Chính họ cũng không biết tiến bộ là sao luôn, chính họ cũng không biết là công phu là sao luôn. Quý vị nhớ nè, một câu Phật hiệu này chân thật niệm, cứ lo niệm Phật. Lúc đang niệm Phật, tất cả những ý niệm gì phát khởi lên mà không phải câu A Di Đà Phật đều nói rằng vọng tưởng, thấy không? Đều nói là vọng tưởng. Nhưng chúng ta là người tín nguyện gầy dựng ngay chỗ câu Phật hiệu thì cứ lo niệm Phật đi, cứ chân thật lo niệm Phật là được rồi. Quý vị niệm lâu ngày rồi, quý vị có tiền trước mặt quý vị không bao giờ nặng nề. Quý vị có danh trước mặt quý vị, tự nhiên quý vị thấy có danh rõ ràng mà không nặng nề. Quý vị có chùa cao Phật lớn trước mặt quý vị, thấy rõ ràng có chùa cao Phật lớn, không bị dính mắc. Chỉ lo niệm Phật, tất cả cái này quý vị có thấy không? Thấy, nhưng không bị nó buộc. Chỉ lo niệm Phật, suy nghĩ kỹ đi, đây phải là công phu niệm Phật không? Công phu niệm Phật là ngay chỗ này. Còn có những người họ muốn gầy dựng công phu niệm Phật, nhưng trong tâm của họ thì nào là tiền bạc họ dính tùm lum, chùa chiền dính tùm lum, nhiều thứ họ nói rằng buông xả, nhưng họ rất là dính nhiều thứ. Còn mình là người gầy dựng tín nguyện niệm Phật, tất cả những nhân duyên gì trước mặt chúng ta cứ kệ nó, chúng ta cứ lo niệm Phật cho tốt. Những cái gì làm được tốt đẹp lợi ích cho chúng sanh, cái chân thật là, còn nó được bao nhiêu phần trăm đó là do nhân duyên quả báo tùy duyên. Chúng ta cứ gầy dựng tín nguyện niệm Phật, niệm lâu ngày câu Phật hiệu này, bị niệm lâu ngày thành quen câu Phật hiệu mình niệm, và tự nhiên trong câu Phật hiệu có cái hạnh giải thoát, và trong câu Phật hiệu có đầy đủ các hạnh. Trong câu Phật hiệu tự nhiên niệm lâu rồi mới thấy rằng ô, thì ra câu Phật hiệu này quá thù thắng. Niệm lâu mới thấy được câu Phật hiệu quá thù thắng.
Nên chư tổ sư nói rằng cứ chăng thật lo niệm Phật, cả đời cứ niệm Phật. Pháp sư đến nhà ngài nói nè: ta nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền, chăng thật thọ dụng, đại chúng cố gắng tinh chuyên. Không? Vậy thì đặc biệt quá rồi, các ngài giảng sanh các ngài để là những câu gọn vô cùng, vô cùng gọn, không có nói dòng do nhiều quá. Khuyên cái niệm Phật đi, nếu còn sống thì viết sách này kia đồ nhiều văn tự, nhưng mà khi cận tới nghiệp giảng sanh để là những câu vô cùng gọn. Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền ngày giảng sanh ngày để là rằng tất cả các việc thế gian là giả, chỉ có niệm Phật là thật. Giảng sanh về thế giới cực lạc là thật, tất cả việc thế gian là giả. Nói gọn vậy đó, cho mình niệm Phật đó. Còn đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, vị tổ thứ 8 chứ. Khi sắp sửa giảng sanh để lên câu chân thành niệm Phật, khuyên đại chúng nên niệm Phật thôi. Còn ngài Bá Trượng, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, ngài khuyên chúng ta rằng tu pháp môn tịnh độ là vững vàng nhất. Toàn là những bậc long tượng trong Phật môn không, từ tu thiền, tu mật tông, thông tông, thông giáo đều là quay đầu niệm Phật, làm tấm gương đặc biệt vô cùng. Cũng như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, cũng là bậc tổ sư của tịnh độ, mà cũng là bậc thông tông, thông giáo, tu thiền đạt đến triệt ngộ. Mà ngài để lại bài kệ rằng: thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Đó thì coi, vậy thì chúng ta gầy dựng ngay câu Phật hiệu này chăng thật niệm là đúng rồi. Mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng đoạn này, mà chư tổ cũng có giảng đoạn này, cũng nêu lên rằng chỉ cần lúc niệm Phật vọng tưởng bao nhiêu mặc kệ, lo niệm Phật là được rồi. Dạy rất là rõ ràng và phù hợp căn tính mình vô cùng. Nên những đức nói rằng có những người bây giờ mình hướng dẫn mình nói rằng bây giờ phải công phu làm sao để dẹp hết vọng niệm, rồi công phu làm sao mới đạt được công phu này kia được. Những đức nói rằng quý vị nhìn thì thấy tưởng đâu là tinh tấn tu, thật sự là vọng tưởng. Vọng tưởng, chúng ta là vọng tưởng dãy đầy, chúng ta lấy vọng tưởng ai với Đà Phật để làm gốc luôn. Lấy vọng tưởng ai với Đà Phật để làm gốc thì từ từ thân cũng ai với Đà Phật, mà cành lá cũng ai với Đà Phật, hoa quả cũng ai với Đà Phật, vì cái gốc là ai với Đà Phật. Lúc mới niệm Phật thì lấy tất cả vọng niệm đồng hóa cùng câu ai với Đà Phật. Chúng ta không có bao giờ dẹp đi câu ai, dẹp đi vọng tưởng được. Nhớ nghe, chúng ta không có dẹp vọng tưởng được. Cái người niệm Phật mà đi đè phục vọng tưởng, dẹp vọng tưởng, thì dưới căn tính mình bây giờ là quý vị chết, quý vị bỏ mạng. Quý vị nghe cái câu rất rõ ràng, chúng ta đem tất cả vọng niệm quy về câu A Di Đà Phật, đừng có đặt vấn đề nặng nề vậy chứ nghe. Thấy không? Giống như giờ mình là người niệm Phật, người tu, trước mặt mình bao nhiêu người nó làm đủ trò chứ, thì mình cứ lo cái việc của mình tu thôi. Rồi mình tu lâu ngày, mình cứ kiên nhẫn mình tu, không lẽ nó trước mặt mình nó làm trò này trò kia, nó làm hoài, nó làm giết rồi nó thấy không kích động được mình thì tự nó đến và tự nó đi. Thì vọng niệm cũng y rang như vậy, vọng niệm cũng đến khảo đảo mình, thấy không được rồi tự đến tự đi. Nên cái chỗ tôi chư tổ sư nhấn mạnh cái câu rất là hay: người niệm Phật chỉ cần lo niệm Phật, còn bao nhiêu vọng niệm cứ mặc kệ. Đây là cái câu tuyệt vời đặc biệt, trí tuệ vô cùng dành cho chúng sanh chúng ta, căn tính mình rất phù hợp. Không? Hay vô cùng quý vị. Bởi vì chia sẻ tịnh độ lạ thay là càng chia sẻ thì càng cởi mở ra. Đừng có đặt vấn đề gì văn tự gì cao xa, chỉ cần chân thật niệm Phật thôi, tự nhiên mình cứ bình tĩnh đi. Đừng có nghĩ rằng mình lên mình chia sẻ tịnh độ là mình phải nói văn tự gì lạ. Đừng có nghĩ là lên phải nói cái gì đó. Nghĩ là nói nó không đặc biệt. Cứ tự nhiên lên là nói niệm Phật đi. Trong lúc nói niệm Phật, tự nhiên nó sanh ra những cái pháp lạ lắm. Nên tất cả những người chia sẻ tịnh độ phải kiên nhẫn, kiên trì, lập trường từ đầu phải đi cho kiên nhẫn, đừng có
chán nản. Quý vị coi, ngày nào những đứa có một câu ai vật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, hai cái đề tài mà cứ học hoài. Mấy người mà học gì không? Người ta đọc kinh giáo, người ta giảng này kia đồ. Còn bây giờ mà chỉ cái đề tài này thôi, học hoài, chỉ mục tiêu là niệm Phật thôi, vậy mà học hoài. Nên tất cả những người tu Pháp Môn Tịnh Độ, người chia sẻ Pháp Môn Tịnh Độ này kiên nhẫn. Quý vị muốn kiên nhẫn được thì phải gây dựng tín nguyện niệm Phật. Cứ gây dựng tín nguyện niệm Phật đi, rồi chia sẻ tinh độ, cứ kiên nhẫn làm hoài, cả đời quý vị nhất định quý vị thành công. Đừng có suy nghĩ rằng bây giờ tôi đem tinh độ này tôi chia sẻ, tôi là người hướng dẫn người ta, đừng có đặt vấn đề này. Chúng ta cứ nói với mình rằng tôi chia sẻ tinh độ để tôi gây dựng tín nguyện tôi. Khi mình mà gây dựng được tín nguyện mình thì người ta sẽ học theo mình. Nên những người chia sẻ tinh độ đừng có nản lòng, thời gian cái bỏ cuộc uổng lắm. Nhất là những người gông gũi đi chỗ này đi chỗ kia là ưa bỏ cuộc. Nếu như người nào mà kiên nhẫn niệm Phật là người này chia sẻ tịnh độ hoài. Mỗi lần mà ngồi mà nói gì bổ nguyện Di Đà cái là hừng hực cái tâm liền. Thích lắm. Không có cái môn nào đặc biệt bằng cái môn mà đem tịnh độ giới thiệu đâu quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là dù cho cúng dường hằng hà sa thánh, không bằng là mình phiên người ta tu hành để cầu giảng sanh đâu. Thì cầu chánh giác là cầu giảng sanh chứ gì. Thì viên ta niệm Phật để cầu giảng sanh là cầu chánh giác đó quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó phải gầy dựng tín nguyện niệm có Phật hiệu cho tới cùng. Dù là kiếp nạn gì xảy ra cứ niệm Phật đi. Đừng có bận tâm nặng nề gì hết. Việc gì đến nó đến à. Mình là người niệm Phật mỗi ngày cầu sanh cực lạc. Mà sợ cái này lo cái kia không đúng rồi. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc có sự chết. Cái chết đến thì nó đến chứ gì đâu mà sợ. Sợ nó cũng chết. Mà không sợ nó cũng chết. Thà chúng ta sống những ngày tháng tự tại, đừng có lo âu nặng nề, để sống đặc biệt làm tấm gương người niệm Phật. Hà Phật tử phải nhớ đó. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả Hà Phật tử khắp nơi nơi nghe được tịnh độ, chúng ta đều gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng. Cái cách học tập này học cả đời. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.